Xin chào các bạn. Theo xu hướng phát triển hiện nay, ngày càng có nhiều phụ huynh và gia đình có điều kiện tài chính cho con em mình đi du học với mong muốn mang đến một nền tảng sự nghiệp vững chắc sau này. Du học sẽ giúp nhiều học sinh có thể theo đuổi niềm đam mê của mình, đạt được bằng cấp tốt nhất nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, và cũng có những học sinh đã đi du học như một công cụ hỗ trợ kế hoạch định cư lâu dài. Trong sự lựa chọn về đất nước để đi du học thì Mỹ luôn là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều phụ huynh và học sinh, bởi quốc gia này được xem là một môi trường học tập rất năng động, tiên tiến và hiện đại. Đi du học Mỹ chọn trường nào là tốt nhất và chất lượng? Vậy thì hôm nay công ty Tân Đại Dương, công ty hàng đầu về du học, xin gợi ý cho các bạn một ngôi trường đại học rất chất lượng tại Mỹ, đó chính là trường University of New Hampshire. Về thông tin tổng quát của trường thì Đại học New Hampshire cơ sở Durham là một trường đại học cấp 1 quốc gia, bắt đầu đào tạo từ năm 1866. Trường cũng được xếp hạng trong 400 trường đại học hàng đầu trên thế giới của Shanghai Cheong University Ranking xếp hạng, cung cấp hơn 150 chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, tự hào được xếp hạng trong danh sách những trường đại học quốc gia hàng đầu từ Mỹ do tạp chí US News and World Report bình chọn. Trường đại học với hai trường danh giá là Harvard và MIT nhận quỹ đầu tư của NASA. Trường đại học bao gồm hàng chục các khoa, các viện nghiên cứu, đa ngành, trung tâm nghiên cứu và thu hút rất nhiều sinh viên và giảng viên từ khắp nơi trên thế giới. Các cơ sở vật chất hiện đại được xây dựng nhằm hỗ trợ các bước phát triển học thuật. Các ký túc xá và nhà ăn được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phổ biến của sinh viên. Ngôi trường được bao quanh bởi khung cảnh tuyệt đẹp của vùng Durham. Về chương trình học, quản trị kinh doanh, quản trị nhà hàng, khách sạn, kế toán, kinh doanh quốc tế và kinh tế quản trị, tài chính, marketing, quản lý hệ thống thông tin, thiết kế, hóa học, công nghệ thông tin, xây dựng, môi trường, giáo dục, v.v. Với kỳ nhập học là tháng 1, tháng 5 và tháng 8 trong năm. Yêu cầu đầu vào của trường là các bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm GPA từ 6.5 đổ lên, IELTS đạt từ 6.0 đến 6.5. Nếu các bạn chưa đáp ứng điều kiện để vào chương trình đại học thì các bạn phải học khóa dự bị của trường. Về trình độ tiếng Anh, nếu bạn chưa có bằng IELTS hay TOEFL thì bạn có thể tham gia khóa học tiếng Anh để nâng cao trình độ Anh ngữ tại Học viện University of New Hampshire ESL. Nếu bạn nào muốn đăng ký đi du học Mỹ, tham gia học tại trường này, hoặc là muốn công ty Tân Đại Dương gợi ý cho các bạn một vài trường khác nữa, thì các bạn có thể truy cập vào website là tandaiduong.edu.vn hoặc gọi vào số điện thoại là 0838 48 4879. Và các bạn lưu ý một điều rằng là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội các bạn nhé. Xin chào các bạn đã quay lại với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng đồng hành với bạn Nguyễn Ngọc Thái đến từ Đồng Nai, vừa tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh tại trường Đại học Tôn Đức Thắng hồi tháng 9 năm 2014 vừa rồi. Và chúng ta hãy cùng Ngọc Thái chia sẻ những cái bí quyết và những cái thành công làm sao có được visa Mỹ nhé. Xin chào Ngọc Thái. Chào chị. Ngọc Thái có thể chia sẻ đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, mình tên là Nguyễn Ngọc Thái, 24 tuổi. Thì hiện nay mình mới tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng ngành quản trị kinh doanh vào tháng 9 vừa rồi. Thì sau thời gian tốt nghiệp ấy, mình muốn là đi du học Mỹ, cho nên mình đã tìm đến công ty và làm hồ sơ để mình có một cái ước mơ đi du học như mình mong muốn. Thì qua Mỹ, Ngọc Thái học chương trình gì và tại trường nào hả Ngọc Thái ha? Dạ, em học chương trình MBA của trường University of Texas at Arlington. Yeah. Cái bang đó là một thứ nhất là cái bang em thích bang đó là vì là một trong hai bang lớn nhất tại Mỹ. Nó có nhiều bạn bè du học sinh ở đó, em quen được nhiều bạn bè nè, em là một ngôn ngữ của các bạn, đó là cái em không thích luôn. Còn cái quan trọng nhất là có cô em bên đó, là cái mong ước em được ở gần cô em nữa. Qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, em biết được công ty tại vì em có tìm hiểu rất là nhiều công ty, bên ngoài nhiều em không tiện kể ra nhưng mà rất là nhiều. Thì em quyết định chọn công ty là vì là em có bạn của em hai người làm hồ sơ ở đây và đi được. Tại vì em lo lắng nhất là làm hồ sơ ở đâu và có đi lại không và dịch vụ đó có tốt không. Thì bạn em hai người đi qua Mỹ du học em mới hỏi thì mới biết là làm tại công ty này. Và em cũng biết công ty này trước rồi nhưng mà em chưa có ghé qua tại không có tiện đường. Thì khi mà bạn em nói thì em tin tưởng hơn và em đến em làm hồ sơ em cảm thấy hài lòng với những gì mà công ty mang cho em. Thì em làm hồ sơ với nhân viên nào của công ty? Em làm hồ sơ với chị Kim với lại bạn Năng, hai người nhiệt tình giúp đỡ rất là nhiều. Rồi, thì trong quá trình làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì Ngọc Thái có một cái ấn tượng nào đặc biệt tại công ty hay không? Cái ấn tượng mà Thái sâu sắc nhất ấy, là bất cứ một thời gian nào Thái thắc mắc hoặc Thái cần hỗ trợ gì Thái gọi điện là có người bắt máy hỗ trợ Thái liền. Thái ví dụ như là cần kiểm tra trường ở đâu nè, học phí bao nhiêu nè, rồi bên đó có ký túc xá hay không, Thái chỉ cần liên lạc thôi và sẽ báo Thái biết ngay lập tức. Làm Thái yên tâm hơn về cái dịch vụ của công ty. Ngoài ra thì khi mà mấy bạn làm hồ sơ đây nè, Trước khi mà đi phỏng vấn, Thái còn được học phỏng vấn rất là nhiều với thầy Khôi. Tại vì thầy Khôi hướng dẫn cho mình từng cái chi tiết là mình có câu hỏi nào nó sẽ hay hỏi nè, mình nên trả lời ra sao. Đó, thì đó là khi mà mình trước khi mình đi phỏng vấn mình học những cái đó thì mình yên tâm hết rồi. Nhưng bên cạnh đó, trước khi đi phỏng vấn này, mình còn được gặp anh giám đốc, anh Bảo Anh nữa. Anh hướng dẫn cho mình cái tâm lý để cho mình biết là chắc chắn mình vô mình không có sợ lãng sĩ quán. Tại vì khi mà Thái vô sẽ không có sợ lãng sĩ quán đâu, hãy trả lời cái người ta cảm thấy hài lòng, đưa cho mình visa liền. Ngoài cái thời gian học của Thái đó thì những cái môn thể thao mà Thái ưa thích là những môn thể thao nào hả? Đây là cái điểm đặc biệt là em chọn trường em. Tại vì bên Việt Nam em thích nhất là môn bóng chuyền đấy. Em chơi bóng chuyền từ lúc mà học cấp 3 rồi. Thì cái mục đích em chọn trường này tại vì cô em cũng nói đây cái trường có cái giải bóng chuyền bùn. Không biết cái giải bóng chuyền bùn là bóng chuyền gì nhưng mà em biết là có cái từ bóng chuyền thì em thích rồi, cho nên em quyết tâm vô cái trường này em chơi cái chương trình đó. À, là tại vì trường có cái môn đó đúng không? Dạ. Cái môn thể thao mà em ưa thích. Dạ đúng rồi. Đó là một phần quyết định mà em chọn trường. Dạ. Rồi thì em đã vượt qua một cái rào cản lớn nhất đó là có visa Mỹ. Thì em hãy chia sẻ cho các bạn cũng như cho các bạn thêm cái lời khuyên là làm sao mà có được cái visa Mỹ giống như em. Đến công ty để làm hồ sơ mình đi du học ấy thì bạn cứ yên tâm là hoàn toàn mình sẽ đạt được visa có thể đến gần 99%. Tại vì cái thứ nhất là đến là cái dịch vụ công ty làm cho mình rất là tốt, hồ sơ của mình nè cũng có những cái sự hỗ trợ từ công ty đưa ra cho mình, và trước khi đi phỏng vấn có phỏng vấn và đi phỏng vấn làm sao để đậu được visa nữa. Đó là cái mà Thái hoàn toàn yên tâm. Và khi mà Thái vô ấy thì cái tâm trạng của mình đầu tiên là về cái tâm trạng mình phải thật là thoải mái, không bị áp lực ở đậu hay rớt. Và cái thứ hai là ai cũng lo lắng ngày trang phục mình nên mặc ra sao, thì có công ty có hướng dẫn cho mình là nên mặc như thế nào và kiểm tra mình thấy hài lòng với cái trang phục đó thì mới đồng ý cho mình mặc đi khi phỏng vấn. Đó thì khi mình đã vô với cái sự chuẩn bị là về câu trả lời nè, trang phục nè và trạng thái của Thái hoàn toàn thoải mái rồi thì Thái vô hỏi Thái cái gì hãy trả lời cái đó và Thái get visa thôi, không có gì khó khăn cả. Thì qua những cái buổi học phỏng vấn cũng như là những cái buổi học tâm lý tại Tân Đại Dương thì Ngọc Thái đã có thể là an tâm hơn cũng như là tự tin hơn trong quá trình phỏng vấn để có visa như ngày hôm nay. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Ngọc Thái đã tham gia cái chương trình chia sẻ những cái bí quyết, những cái thành công mà làm sao có được cái visa để các bạn chuẩn bị đi phỏng vấn sẽ thành công giống như Ngọc Thái. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn em và chúc Ngọc Thái qua Mỹ học tập thật tốt. Nếu mà các bạn muốn biết thêm nhiều thông tin hơn của nhiều trường học khác nhau đã thành công và đã có visa thì các bạn hãy truy cập ngay website của Tân Đại Dương, đó là tandayduong.edu.vn.